chào anh em nhé. Hôm nay em về được cái lô đẩy nguồn xung công suất khủng dành cho anh em, chuyên dành cho anh em sự kiện. Cái lô này em mua lâu rồi, em mua hơn tháng rồi. Không phải riêng em mà là rất nhiều anh em cũng đang chờ đợi cái này nó về để lấy đấy. Nhưng mà tình hình năm nay là cái biên nó cứ chậm chậm, thế cứ mua về báo anh em có khi là nửa tháng sau hàng mới về nhà. Đấy, hôm nay cái lô 20 con, hôm nay cái lô 23 con đẩy nguồn xung TSG này, 6000W này, loại 6000W này. Đã cập bến đủ 23 con và em để ngoài sân. Thì buổi tối hôm nay có mấy bác chắc là chờ lâu nóng ruột cứ dục em làm clip lên để cho xem trước. Đấy thì trong nhà nó hơi tối, rút điện quay giữ nhà. Đây là cái loại mà đẩy nguồn xung công suất lớn, có thể đánh được cả phun đôi lẫn xúc kép, chuyên dành cho những anh em làm xô chậu sự kiện. Đấy, cân nặng của nó chỉ rơi vào tầm 12 cân. Cân nặng rơi vào tầm 12 cân. Nhưng mà cái hiệu suất làm việc của nó còn kinh khủng hơn cả cái con xe 20, 40 mấy cân ấy. Đấy, chính vì thế là nó được ở bên kia sử dụng rất là nhiều. Và những cái lô này nó nói chung là nó cực kỳ hiếm. Những con TSG thương hiệu của Mỹ này, nói chung là những hàng này là về Việt Nam, những cái mã to này cũng khá là hiếm, không có nhiều hàng. Đấy, lô này em mua được thì nói chung là cũng rất là may. Đấy, tại vì nó ít hàng mà, thì cứ quá phát là bao nhiêu người tranh nhau, nhưng mà đến tay mình thì cũng nói chung là đấy là cũng là một cái may mắn. Tất cả những con TSG từ trước đến giờ, tại vì cái mặt phay của nó là nó làm bằng mặt phay sắt. Đấy, thế là lúc về nó chỉ còn được tầm khoảng 70-80% như này thôi. Mặt phay sắt thì dùng lâu dài vài năm là kiểu gì nó cũng sẽ xám đi, nó không như phay nhôm. Đấy, nhưng mà bên trong nội thất thì em chọn, thì tất cả những cái hàng em chọn là đều phải đẹp, từ con tụ đến những con linh kiện, chân của linh kiện là phải không được han gì cái gì hết, và tụ thì không được lối đít. Đấy, đấy là cái quan trọng nhất mà khi em chọn đấy thì về anh em dùng mới yên tâm và mới được lâu được. Và mạch này là mạch Class H, mạch Class H rất là lành. Đấy, mạch Class H rất là lành và độ bền rất là cao nhé. Con Class H này nó hay của con Class D ở cái là nó có thể vừa đánh được full và vừa đánh được súp. Đấy, bây giờ em sẽ quay công suất của nó cho anh em xem. Đấy, con TSG này là thương hiệu. Đấy, là thương hiệu và công nghệ của Mỹ. Đấy, thương hiệu và công nghệ của Mỹ. Có con thì nó sẽ in cái cờ này, có con thì nó sẽ không in cái cờ này. Đấy, cọc bắt loa thì vừa có cọc bắt cọc và vừa có cái rắc xoáy chuyên nghiệp. Nhưng mà em khuyên anh em là dùng sự kiện công suất lớn thì nên dùng cái rắc xoáy chuyên nghiệp này, tiện và đỡ bị chập dây loa. Tỷ lệ chập dây loa của cái rắc xoáy này là hầu như là gần như là không có. Đây, tổng công suất của con này lên đến 6000W. Chia ra thì trung bình chia ra thì một kênh 8 ohm của nó là rơi vào tầm 1500W một kênh nhé. Đây, một quả xúc kép công suất nó rơi vào tầm từ 1200 đến 1300W một quả. Con này 1500 một quả, đánh thoải mái xúc kép 50. Còn phun đôi 40 từ 2100 thì nó đánh quá nhẹ nhàng luôn, đánh quá dư công suất luôn. Đấy, em xin phép được báo giá với anh em 6.500.000 cho một con đẩy nguồn xung công suất khủng long như này. Đấy, giá 6.500.000 tại thời điểm bây giờ nhé. Nói chung là mua hàng bãi mà anh em nó rất khó nói về cái giá. Có thể là mua lúc kia nó rẻ, lúc này giá nó cao. Thế nhưng mà cái giá tại thời điểm này mà 6.500.000 bao ship thì em nghĩ là cái giá này cũng là cái giá hợp lý cho một con đẩy mà ruột gan nó còn đẹp như này và cái công suất làm việc của nó kinh khủng như này. Những con này nói chung là cái độ bền của nó thì anh em không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Trừ khi mà những cái con nào mà nhìn mạch nó cũ quá, nhìn mạch nó cũ quá, chân linh kiện nó han hết rồi đấy, thì lúc đấy nó mới sợ thôi. Còn những riêng những cái con mà em chọn này, tụ tiếc là còn bằng phẳng và chân linh kiện còn rất là đẹp. Chưa thấy một cái chân linh kiện của một con nào là bị han gì cả. Đấy, thì một ngày em sẽ lôi ra vệ sinh hết 23 con và em sẽ quay cái clip đánh ở ngoài trời cho anh em xem. Còn hôm nay là mấy cái bác cứ sốt ruột dục em làm một đoạn clip ngắn để quay lên cho đỡ sốt ruột. Đấy, ngày mai nói chung 23 con này toàn khách đặt thì cũng mai cũng đi tầm gần chục con rồi. Anh em nào mà có nhu cầu
chơi phun đôi xúc kép thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Em ship COD toàn quốc nhé. Anh em mà mua hàng của em lần đầu ấy và trong miền xa ấy, thì cọc giúp em 300.000 tiền cước. Tại vì 300.000 tiền cước thì mới đủ cái cước một chiều để đi vào trong đấy. Đấy, cọc 300.000 tiền cước và khi hàng đến thì em không dán tem đâu. Anh em có thể mở ra xem trực tiếp để kiểm tra xem tụ tiếc là có bằng phẳng đúng như kiểu lời em giới thiệu không nhé. Hãy mua hàng như vậy cho nó thoải mái. Đấy, còn tất cả hàng mà em đã bán đi là em sẽ bao zin, bao xịn cho anh em. Còn những cái con mà không zin thì sẽ loại thanh lý sau. Đấy, một lô 2-3 con. Những cái con này nói chung là cái tỷ lệ chết của nó rất ít, nhưng mà thi thoảng nó vẫn có 1-2 con nó bị lỗi hoặc bị sửa rồi. Thì những cái con đấy thì sau này còn lại sau cùng thì em sẽ thanh lý sau. Còn những cái con mà em báo giá 6.500.000 cho anh em và lên clip cho anh em là toàn bộ là zin nguyên bản hết. Chưa có đụng chạm sửa chữa một cái gì cả. Đấy, dòng này là dòng chuyên đánh công suất lớn và thời gian dài, thế là nó làm 4 quạt gió chạy liên tục. Tản nhiệt rất là tốt, tản nhiệt ở trong cái ống hộp này. Không cái lượng gió là chỉ chạy 100% ở trong này, không có bị thoát ra ngoài thế nào, thế là tản nhiệt rất là tốt. Anh em sự kiện có đánh liên tiếp 8 tiếng 10 tiếng ngon lành luôn. Bên kia nói chung là những con này nó để trong sàn nó dã cũng cả ngày cả đêm luôn. Đến là về anh ở Việt Nam mình dã 8 tiếng 10 tiếng thì nó vẫn quá nhẹ nhàng. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở trong các clip tiếp theo.